Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh Xê Dịch Singapore của mình. Trong các video trước thì mình cũng chia sẻ khá nhiều các cái thông tin về công việc, cách để tìm được việc làm phù hợp tại Singapore, cũng như các cái chủ đề về thẻ làm việc tại Singapore hay thuế thu nhập tại Singapore vân vân. Để các bạn có thể làm được việc cũng như là thích nghi với cuộc sống tại Singapore thì việc hiểu văn hóa là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Và trong video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thêm các cái nội dung về những nét văn hóa đặc trưng tại Singapore để giúp các bạn có thể đỡ bị sốc văn hóa khi các bạn lần đầu tiên đặt chân tới quốc đảo sư tử này hay là khi các bạn bắt đầu cái cuộc sống tại đây. Với các bạn lần đầu tiên xem video của mình thì mình là Loan. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Singapore được khoảng hơn 5 năm rồi. Và hiện tại là mình cũng đang làm việc cho một công ty công nghệ có trụ sở tại Mỹ và văn phòng đại diện tại Singapore. Trong chuỗi các cái series video của mình thì mình sẽ tập trung vào các cái chủ đề về công việc, việc làm và phát triển sự nghiệp tại Singapore với cái hy vọng là có thể giúp đỡ được nhiều bạn hơn nữa tìm được những cái công việc phù hợp tại đây. Nếu như các bạn cũng quan tâm về những chủ đề này, các bạn có thể subscribe kênh của mình để có thêm những update mới nhất nhé. Vì là mỗi tuần là mình sẽ có những cái video mới với các cái nội dung mới. Như các bạn cũng biết thì Singapore là một trong những quốc gia đa văn hóa bậc nhất tại châu Á. Vì thế trong cái cuộc sống và phong tục của người dân nơi đây có rất nhiều các cái nét độc đáo và kỳ lạ có thể khiến người nước ngoài khi mà sinh sống và làm việc tại đây sẽ bị bối rối và bỡ ngỡ. Mình lần đầu tiên tới Singapore vào năm 2016 trong một chuyến công tác. Tuy nhiên là cái thời điểm đó là cái chuyến công tác quá ngắn cho nên là mình chưa cảm nhận được hết những cái nét khác biệt trong văn hóa giữa Singapore và Việt Nam. Tuy nhiên là vào năm 2017 khi mà mình du học thạc sĩ tại đây và mình bắt đầu cái cuộc sống đầu tiên dài ngày tại Singapore thì lúc đó là mình gặp rất nhiều các cái bỡ ngỡ và bối rối do là mình thực sự là không hiểu về cái văn hóa của người bản địa nơi đây. Trên thực tế là có rất nhiều các cái điểm khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và Singapore khi mà mình lần đầu tiên tới đây. Tuy nhiên là trong cái giới hạn của video này thì mình sẽ chỉ tập trung vào 5 cái nét văn hóa đặc trưng tại Singapore. Theo mình thấy thì rất là khác biệt và mình cũng rất là ấn tượng so với các cái văn hóa tại Việt Nam. Bao gồm thứ nhất là Singlish, thứ hai là cái văn hóa ăn uống tại food court, thứ ba là cái văn hóa xếp hàng, thứ tư là văn hóa giữ chỗ và cuối cùng là cái văn hóa phạt. Và bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu xem các cái nét đặc trưng văn hóa cụ thể này sẽ là như thế nào nhé. Let's go! Sốc văn hóa đầu tiên của mình tại Singapore phải kể đến là Singlish. Singlish đơn giản chỉ là cái tiếng Anh nhưng mà được sử dụng bởi người bản địa tại Singapore. Như các bạn cũng biết thì Singapore là một quốc gia đa chủng tộc với nhiều các cái người dân từ các quốc gia khác nhau và khi đó là họ cũng sẽ có rất nhiều các cái loại ngôn ngữ khác nhau, bao gồm người Hoa nói tiếng thổ ngữ như là Phúc Kiến, Quảng Đông, Triều Châu hay người Malaysia họ sẽ nói tiếng Malay, tức là tiếng của người theo đạo Hồi, hay là người Ấn sẽ nói tiếng Tamil, vân vân. Nên họ kết hợp tiếng Anh với các cái thổ ngữ khác nhau này để có thể giao tiếp được giữa các cái chủng tộc người khác nhau tại Singapore và đó là tạo nên cái Singlish, một nét đặc trưng rất riêng của Singapore. Thậm chí trong một số trường hợp nếu như bạn không ở Singapore đủ lâu thì dù cái tiếng Anh của bạn giỏi đến mức như nào đi chăng nữa thì bạn cũng không hiểu được người bản địa họ đang nói gì. Và đó chính là lý do vì sao Singlish được coi là một cái nét đặc trưng rất độc đáo tại Singapore. Và khi mà bạn chỉ cần nghe một người nào đó nói tiếng Singlish là bạn biết ngay người đấy đến từ Singapore. Một trong những ấn tượng rất là mạnh của mình khi lần đầu tiên mình tham gia lớp học tại Singapore khi mình du học tại đây, đó là trong cái buổi giảng dạy thì giáo viên từ time, thời gian á, time, thay vì nói là time thì giáo viên phát âm là time. Lúc đó là thực sự là mình rất là gọi là bất ngờ vì cái cách phát âm này của người bản địa. Hay là tại Singapore cũng có một cái thương hiệu bánh mì khá là nổi tiếng tại đây và hầu hết là ai ở Singapore cũng biết, đó là thương hiệu BreadTalk. Mình sẽ đọc là BreadTalk đúng không? Tuy nhiên là người bản địa bên này họ sẽ nói là BreadTalk. Một trong những cái đặc điểm rất dễ nhận biết của Singlish đó là họ thường hay thêm từ la vào cuối mỗi câu dùng để nhấn mạnh vào cái từ hoặc là cái câu trước đó. Ví dụ như là don't worry about it la, hoặc một cái từ rất là phổ biến ok la. Ngoài ra thì thông thường họ cũng hay thêm từ lơ vào cuối mỗi câu khi mà họ không chắc chắn về một điều gì đó, và khi mà họ thêm từ lơ nó cũng như là một cái cách để họ đặt cái câu hỏi. Ví dụ như là I don't know what time the concert starts lơ. Aren't you the one who booked the tickets? Một từ khác cũng được sử dụng khá là nhiều trong Singlish đó là từ ayo, dùng để diễn tả sự ngạc nhiên hoặc là khó chịu. Ví dụ ayo, why is the bus taking so long to arrive? Thông thường trong tiếng Anh thì mọi người hay dùng từ oh my gosh hoặc là oh man. Tuy nhiên trong Singlish thì họ lại dùng từ alamak. Ví dụ như alamak, tickets all sold out.
Một đặc trưng văn hóa rất là riêng tại Singapore tiếp theo là food court hay là hawker center. Mình tạm dịch là khu bán đồ ăn tập trung. Rất khác với Việt Nam là có các quán hàng rong trên đường hay các quán ăn vỉa hè, thì tại Singapore họ sẽ quy hoạch tất cả các cửa hàng ăn này theo từng khu gọi là food court. Và người bản địa tại Singapore thì thực sự là họ rất thích ăn tại food court. Nếu như bạn tới Singapore thì bạn sẽ thấy là cái mật độ food court tại Sing thực sự là rất nhiều. Thông thường hầu hết tại mỗi một khu dân cư là họ sẽ ít nhất là có một food court tại ngay tại khu dân cư đó. Ví dụ như tại mình thì mình sống tại khu Bedok, thì dưới cái tòa nhà mà mình sống thì ít nhất là có 3 cái food court, và mỗi một food court nó cách chỉ tầm 2 phút đi bộ hoặc là thậm chí là 1 phút đi bộ là mình có thể tới được cái food court ngay. Và nếu như các bạn để ý thì các cái food court này luôn luôn chật kín người từ sáng tới tối, đặc biệt là vào buổi trưa hay là cái thời điểm vào giờ ăn tối thì sẽ là cái thời điểm mà bạn sẽ thấy là hàng dài người dân xếp hàng để mua đồ ăn. Food court thì sẽ có hầu hết các cái loại đồ ăn từ các cái quốc gia hay là các cái chủng tộc khác nhau. Ví dụ họ sẽ bán đồ ăn Tàu, đồ Ấn, đồ Mã Lai hay thậm chí cả đồ Việt, đồ Thái vân vân. Và thông thường thì cái giá tại food court thì nó cũng khá là rẻ và phù hợp với cái mức sinh sống của người dân Singapore. Và thậm chí là người dân ở tại Singapore họ có thể ăn ngày 3 bữa tại food court. Ví dụ như nhà của mình thì hiện tại là mình sẽ một tuần mình sẽ chỉ nấu tầm 1 đến 2 bữa thôi. Còn lại là mình sẽ ăn tại food court hoặc là mình mua đồ ăn tại food court và mình mang về nhà, mình take away và mình mang về nhà mình ăn. Vì food court hay hawker center là một cái nét đặc trưng văn hóa rất riêng của Singapore như vậy, nên vào năm 2020 thì UNESCO, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, đã chính thức đưa văn hóa ẩm thực hawker ở Singapore vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Và một nét văn hóa đặc trưng số 3 chính là cái văn hóa xếp hàng. Thì như các bạn cũng biết là người dân Singapore họ có cái ý thức rất là cao trong việc chấp hành những cái quy định và nguyên tắc. Chính vì thế là họ không bao giờ cảm thấy chán nản hay là mệt mỏi với cái việc xếp hàng. Thậm chí là họ có thể xếp hàng tới hàng giờ đồng hồ chỉ để vào một cái cửa hàng mà họ thích. Và đặc biệt là người dân ở đây thậm chí họ còn thích xếp hàng. Đôi khi là họ xếp hàng nhưng mà cũng không biết là họ xếp hàng để làm gì. Ví dụ như mình thì sau một cái thời gian sinh sống tại đây thì mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa xếp hàng này. Đôi khi là vì cái bản tính tò mò, thích tìm hiểu, cho nên là mình thấy có những cái hàng dài mọi người xếp hàng trước một cửa hàng nào đó, vì tò mò là mình cũng join cùng. Và thậm chí là mình cũng không biết là bên trong họ bán cái gì. Ông xã mình là người Singapore và thường cũng hay chia sẻ với mình là cái tips để mọi người ở Singapore biết một cái cửa hàng nào bán đồ ăn ngon hay không là hãy nhìn vào cái hàng mà mọi người xếp trước cái cửa hàng đó. Tức là cái hàng xếp càng dài thì nghĩa là đồ ăn của cửa hàng đó càng ngon và được nhiều người yêu thích. Cho nên là trong trường hợp mà nếu mà ông xã mình đi ra mua đồ ăn và không biết là mua món gì thì thường là thấy hàng nào dài là ông ấy đứng vào xếp hàng cùng. Một cái văn hóa đặc trưng tiếp theo đó là văn hóa shopping hay là văn hóa giữ chỗ. Đây là một cái nét mình thấy là rất là thú vị. Như các bạn cũng biết thì trong tiếng Anh từ chop nó có nghĩa là đóng dấu cái phần tài liệu. Và khi mà bạn chop, bạn đóng dấu tài liệu thì nó sẽ có âm thanh là chop chop, đúng không? Và người dân tại Singapore, người bản địa tại đây là họ cũng sử dụng cái từ chop này, có nghĩa là đơn giản là giữ chủ quyền hay đơn giản chỉ là giữ chỗ khi mà bạn đi ăn. Một cái điểm rất là đặc biệt tiếp theo về cái văn hóa giữ chỗ này thì như các bạn biết là Việt Nam mình hay có cái câu rất vui, đó là đặt gạch để giữ chỗ, đúng không? Nhưng tại Singapore thì bạn giữ chỗ là bạn sẽ dùng giấy ăn, tức là bạn sẽ dùng giấy ăn để giữ chỗ khi, đặc biệt là khi các bạn đi ăn tại những cái khu food court hay là hawker center. Bản thân mình là cũng có một cái trải nghiệm khá là xấu hổ khi mà mình lần đầu đi ăn food court tại Singapore, vì là mình không biết cho nên là mình đã ngồi nhầm vào cái bàn mà đã có người khác đặt chỗ trước với cái tờ với cái bọc giấy ăn. Cho nên là các bạn lưu ý nhé, khi mà các bạn đi ăn tại food court hoặc là khi mà các bạn đi tới các cái bất cứ nơi đâu tại Singapore, nếu như các bạn nhìn thấy cái giấy ăn mà đặt trên bàn thì các bạn nên hiểu là có người khác đã giữ chỗ đó rồi. Và cái nét đặc trưng văn hóa số 5 chính là văn hóa phạt tại Singapore. Ở Singapore các bạn sẽ thấy là đi đâu cũng thấy phạt, hở chút là thấy phạt. Nhiều người nhận xét rằng Singapore quả là một quốc gia của những phiếu phạt. Du khách khi mà đi du lịch Singapore lần đầu chắc chắn sẽ thấy hoang mang, bởi vì đi đến đâu cũng thấy những cái luật lệ hay là những quy tắc. Từ nơi công cộng cho đến những tòa nhà, văn phòng, khu phố vân vân, các loại biển cấm cho chim ăn hay cấm hút thuốc lá hay cấm nhai kẹo cao su, cấm vứt rác bừa bãi vân vân được treo ở khắp mọi nơi. Thậm chí nếu các bạn đi vệ sinh công cộng mà quên xả nước thì các bạn cũng sẽ bị phạt. Hoặc có một cái loại phạt mà mình thấy rất là độc đáo và khác biệt, đó là bạn sống tại nhà của bạn ở khu chung cư và bạn cởi trần, nếu mà hàng xóm của bạn nhìn thấy bạn cởi trần và họ file a complaint, tức là họ
phàn nàn với cảnh sát là, và khi đó là bạn cũng bị phạt. Tức là bạn cũng bị phạt nếu như bạn cởi trần ngay trong chính căn nhà riêng của bạn. Theo cá nhân mình nghĩ thì những cái quy tắc luật lệ này nó có một phần rất lớn trong việc tạo hình thành cái thói quen về cái nếp sống văn minh của người Singapore. Người dân nơi đây luôn có một cái ý thức trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các cái quy định và luật lệ được ban hành. Và đó cũng là cái lý do vì sao mà Singapore luôn luôn được mệnh danh là cái quốc gia xanh, sạch đẹp nhất trên thế giới. Hy vọng những thông tin mình vừa chia sẻ sẽ hữu ích cho các bạn và có thể cung cấp thêm cho các bạn về hiểu rõ hơn về những cái nét văn hóa đặc trưng tại Singapore. Nếu như các bạn đã sinh sống hoặc các bạn đã từng du lịch tại Singapore và các bạn đã trải nghiệm được một vài những cái sốc văn hóa, các bạn có thể comment ở dưới video này để cùng chia sẻ thêm với mọi người nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like và subscribe kênh của mình để có thêm những update mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye for now!